chẳng phải ấy anh cũng nói ra lời yêu thương thế đâu. Chẳng phải ấy anh cũng nói lời ngọt ngào thế đâu. Anh đã giết chết lý trí để mặc cho con tim vẫy vùng, và con tim muốn em về ngồi chung. Sau than vỡ anh em trong căn phòng riêng có năm bức tường, đến hôm nay mới biết tất cả là do anh tưởng tượng. Chẳng có căn phòng nào cả, cũng chẳng có những bức tường, thế sao họ đều ký chung một quy ước rằng nắng không bước qua khung cửa, và gió không thì thầm gọi mưa, và không ai được phép nhắc lại chuyện xưa. Lại là anh tự tưởng tượng thôi, vì anh đã quá mỏi mệt rồi. Thằng lưng trong trời với đời anh chịu không nổi. Người bao anh đợi em một chút mà đi hết mấy lớp mưa phùn. Bản thân chưa buồn đủ sao, còn muốn kéo lấy cả vạn vật. Về đi em đừng mãi lặng im, vì ngày đó anh đuổi mãi trang kỳ, chạy theo để giành lấy em từ số kia. Tan vỡ anh nét trong căn phòng riêng có năm bức tường, đến hôm nay mới biết tất cả là do anh tưởng tượng. Chẳng có căn phòng nào cả, cũng chẳng có những bức tường, thế sao họ đều ký chung một quy ước rằng cửa, và gió không thì thầm gọi mưa, và không ai được phép nhắc lại chuyện xưa. Lại là anh tự tưởng tượng thôi, vì anh đã quá mỏi mệt rồi. Thằng lưng trong trời với đời anh chịu không nổi. Người bao anh đợi em một chút mà đi hát mấy lớp mưa phùn. Bản thân chưa buồn đủ sao, còn muốn kéo lấy cả vạn vật. Về đi em đừng mãi lặng im, vì ngày đó anh đuổi mãi chẳng kịp, chạy theo để giành lấy em từ số kia. Người bao anh đợi em một chút mà đi hết mấy lớp mưa phùn. Bản thân chưa buồn đủ sao, còn muốn kéo lấy cả vạn vật. Để đi em đừng mãi lặng im, vì ngày đó anh đuổi mãi chẳng kịp, chạy theo để giành lấy em từ số kia. Từ số kia.